Thật không thể thay đổi anh ạ. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người bán cũng như là các nhân viên kinh doanh vẫn không phân biệt được đâu là nhôm anode và đâu là nhôm sơn tĩnh điện. Vì tình trạng này xảy ra khá là thường xuyên nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cách phân biệt đâu là nhôm anode và đâu là nhôm sơn tĩnh điện. Nhìn bằng mắt thường thì ta có thể thấy là nhôm sơn tĩnh điện sơn thì không thể sơn được hết vào các khe này và nó để lại các khoảng trắng rất là loang lổ trên bề mặt nhôm. Còn đối với nhôm anode thì được nhúng trực tiếp vào dung dịch để anode hóa nên là không có hiện tượng này. Các mặt đều được phủ rất là kín luôn. Tiếp theo là khi sờ vào mặt bề mặt của nhôm thì nhôm sơn tĩnh điện sờ nó sẽ không được mịn bằng của nhôm anode. Còn một cách đơn giản hơn để phân biệt hai loại nhôm này đó là mình sử dụng một vật nhọn để chà cạo vào hai thanh nhôm. Đây là nhôm sơn tĩnh điện, mình sẽ tự chà vào đây nhá. Đây mình chà đây và sẽ khó có thể lau đi được tại vì đã mất một lớp sơn phủ bên ngoài vẫn là sơn. Còn đối với sơn nhôm anode thì với các vết xước không quá sâu thì mình vẫn có thể lau đi được. Đấy. Trên đây là những cách để phân biệt đâu là nhôm anode và đâu là nhôm sơn tĩnh điện. Vậy thì mọi người có cách nào hay hơn không để phân biệt hai loại nhôm này? Hãy để lại bình luận tại video này nhé.